nam công nhân quê tỉnh Quảng Trị bị sốt, đau rát họng, viêm đường hô hấp trên sau khi trở về từ Nhật Bản, hiện đang bị cách ly vì nghi nhiễm COVID-19. Ngày 3 tháng 3, Sở Y tế Quảng Trị cho biết hiện đang tiến hành cách ly đối với anh Dương N.C., sinh năm 1991, trú thôn Trung Lập, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh cùng hai người khác trong gia đình vì nghi nhiễm COVID-19. Bệnh nhân này có triệu chứng sốt, ho, đau họng sau khi trở về từ Aichi, Nhật Bản ngày 28 tháng 2 vừa qua, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị thông tin. Theo đó, bệnh nhân C là người lao động làm việc tại Aichi, Nhật Bản. Ngày 27 tháng 2, anh C đến sân bay Nagoya cách nơi tạm trú 20 km, rồi về Việt Nam và hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 16 giờ ngày 28 trên 2 tỉnh Quảng Trị, chủ động cách ly người nghi nhiễm COVID-19. Anh C ngủ lại tại một khách sạn khu vực gần sân bay Nội Bài, và sau đó đi xe về đến nhà tại thôn Trung Lập, và 16 giờ ngày 29 trên 2 video liên quan, qua điều tra dịch tễ, triệu chứng lâm sàng nhận định đây là trường hợp đi từ vùng lưu hành dịch viêm phổi cấp COVID-19 và có triệu chứng sốt, viêm đường hô hấp trên. Nguy cơ bệnh viêm phổi cấp COVID-19 xâm nhập địa phương là có thể, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh nhận định. Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, cho biết qua kiểm tra ban đầu nhận thấy C chỉ bị viêm họng. Tuy nhiên, Sở đã lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời tiếp tục cách ly C và gia đình để theo dõi. Theo Bảo Ngọc trên trí thức trẻ Let's Play Blog X,